Không còn quá lo lắng như đợt bùng phát dịch bệnh lần đầu tiên, anh Vi Bảo, làm nhân viên văn phòng, đã chuẩn bị sẵn tâm lý để làm việc tại nhà nếu như dịch bệnh phức tạp phải giãn cách xã hội. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại thì mình có một chút lo ngại về sức khỏe. Mình nghĩ là việc làm việc offline 10-15 ngày nó không gây ảnh hưởng nhiều đến công việc của mình đâu. Tại vì đây không phải là đợt dịch đầu tiên, nhưng mà nó là cũng thứ hai, thứ ba rồi. Cho nên là việc làm việc tại nhà thì mình đã quen với chuyện đó mà không ảnh hưởng gì nhiều. Thì nếu như vậy thì nó chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng một chút xíu đến kinh tế. Nhưng mà cũng vì đang sống ở trong cái thời tượng hiện tại như thế này á, thì mình cũng phải thích nghi với cái chuyện đó. Lúc đầu thì mình cũng hơi lo lắng vì tình hình dịch bệnh nó đang diễn biến hết sức phức tạp. Đối với thu nhập thì công ty vẫn trả hàng tháng đầy đủ cho từng cán bộ công nhân viên. Mình hy vọng là công ty vẫn duy trì đều đặn và chính sách trả thưởng như trên như vậy. Vừa hoạt động trở lại làm việc sau hơn một tuần nghỉ Tết, dù gặp không ít khó khăn bởi dịch bệnh, nhưng đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm năng lượng điện này vẫn cho mở cửa sản xuất trở lại sớm hơn mọi năm để trả các đơn hàng cũ từ trước Tết. Với khoảng 50 công nhân, việc quản lý sẽ siết chặt hơn vì dịch. Trước khi mà trở lại vào làm việc, thì công ty cũng đã, ban lãnh đạo cũng đã có các cái cuộc họp nhanh trực tuyến để đưa ra các cái phương án cho việc quay trở lại để đảm bảo cho cái đời sống của an toàn cho đời sống của cán bộ công nhân viên. Công ty cũng đã thực hiện nghiêm các cái chỉ thị của chính phủ để đảm bảo an toàn cho đời sống của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Công ty cũng thực hiện các cái biện pháp như là trước khi mà cán bộ công nhân viên công ty tới làm việc và trước các cái ca sản xuất thì đều phải đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay và khai báo y tế. Và nữa là cái đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Trong các cái bếp ăn á, là mình cũng phải sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng các thứ. Các đợt bùng phát dịch COVID-19 là đòn giáng mạnh và là phép thử cho năng lực quản trị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thách thức luôn có những cơ hội cho doanh nghiệp chủ động ứng phó và có chiến lược linh hoạt. Năm qua, các doanh nghiệp vận chuyển trên các sàn thương mại điện tử được xem là đã ăn nên làm ra, mặc cho dịch bệnh có nhiều phức tạp. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén như đơn vị này, họ đã có được những phương án phòng dịch hiệu quả. Lần đầu tiên ở Việt Nam, đó là đưa ra một cái thẻ yên tâm. Thì đây là một cái dạng để xác nhận là bưu kiện đó đã được sát khuẩn. Thì để khách hàng có thể yên tâm hơn là chắc chắn bưu kiện này khi đến tay của mình đó là được vô khuẩn. Chi tiết hơn thì trên thẻ bưu kiện đó có thể ghi tên luôn là của shipper và thân nhiệt cũng như tình hình sức khỏe của các anh tài xế giao hàng đó, để khách hàng khi họ nhận được đơn hàng đó, chỉ là họ cũng biết được người giao hàng cho mình đang trong trạng thái sức khỏe hoàn toàn bình thường. Việc đánh giá thời điểm cũng như phương án để dần đưa nhân viên quay trở lại làm việc nhưng không được tập trung đông người là một trong các thách thức lớn với các doanh nghiệp. Hiện nay, hầu hết các công ty đã chuyển sang hoạt động trong trạng thái bình thường mới và sống chung với dịch bệnh. Vấn đề sống chung với dịch vừa đảm bảo an toàn cho con người, vừa phát triển được kinh tế, mang lại được các đơn hàng đang là bài toán của các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Đối với GNT chúng tôi thì có hơn 20.000 nhân sự trải dài trên toàn quốc. Thì cái đợt dịch bệnh vào khoảng giữa năm tới cuối năm 2020 cũng đã ảnh hưởng tới khoảng hơn 20 bưu cục là bị nằm trong vùng cách ly. Thì là khoảng hơn 100 nhân viên bưu cục bị ảnh hưởng bởi cái việc này. Tuy nhiên là lượng đơn hàng thì đã tăng lên hơn 30% so với cái đợt trước mùa dịch. Đã trải qua cái 2020 và 2021 sống chung với tình hình dịch bệnh thì cái phương án mà chúng tôi đang áp dụng thì chúng tôi nghĩ là có thể sống áp dụng gọi là sống chung với dịch bệnh trong một thời gian đủ dài. Dù có nhiều gian nan nhưng các doanh nghiệp đã nghĩ về người lao động nên đã vượt qua khủng hoảng, vượt qua khó khăn. Doanh nghiệp khi mạnh dạn trở lại vận hành làm việc trong bối cảnh dịch bệnh, hẳn có sự đầu tư về chiến lược phát triển, dám nhìn thẳng vào vấn đề, sẽ thấy đây là cơ hội tốt để hoàn chỉnh quy trình vận hành doanh nghiệp, tạo đà để tăng trưởng nhanh hơn ngay khi dịch COVID-19 được khống chế.